Cách sử dụng cái miếng dán mặt nạ collagen cho mắt này của thương hiệu Novospeed. Đây là cái thương hiệu mà nó là của dược mỹ phẩm này, Pharma và Beauty này, thì nó chiết xuất từ cái tinh dầu của trà xanh ấy, thì nó giúp là vừa loại bỏ bọng mắt này, quầng thâm này, và giúp cho cái cơ mắt nó luôn luôn được săn chắc và tươi sáng này. Đây là cách sử dụng này, đằng sau vỏ hộp nhé, họ sẽ có cái hướng dẫn sử dụng này. Đầu tiên là các bạn phải làm sạch vùng mắt này bằng nước tẩy trang hoặc là nước hoa hồng này. Sau đó thì mình sẽ bóc cái miếng nhựa ra rồi mình để trên mắt và để trong khoảng 30 phút. Thì đây để mình trong này nó sẽ có 4 miếng. Đây là cái lớp nhựa. Lớp nhựa này chúng ta sẽ bóc ra trên mắt nha. Đấy, chúng ta sẽ để trong khoảng 30 phút này. Cái gel này nó rất là mát và nó cũng có cái hương trà xanh ấy, rất là dễ chịu. Mặt nạ collagen cho mắt nha. Đây chúng ta miết xuống để cho nó dưỡng chất, nó được hấp thụ sâu vào da này. Đấy, hoặc là nếu mà chúng ta có thể massage cơ mắt này này thì giúp cho nó cái dưỡng chất hấp thụ tốt hơn. Để trong khoảng 30 phút này. Sau đó thì chúng ta sẽ lột ra và làm sạch lại lần nữa. Và kem dưỡng mắt này, filler này. Đây là kem dưỡng mắt filler của cũng là của cùng một thương hiệu nhé, Novospeed ấy, thì nó sẽ giúp là cái nâng cơ vùng mắt này và loại bỏ những cái bọng mắt và quầng thâm này.